quà đặc biệt của chị bé heo đây. Đây cả nhà thấy không? Đây, đây là bó hoa. Các bạn biết lý do tại sao Khoa làm điều này không? Tại vì thật sự đối với Khoa, chị bé heo là một cái cô dâu rất là tuyệt vời. Chị bé heo dành trí tài hy sinh luôn cả việc không có em bé. Và đến ngay cả bây giờ thì anh Chí Tài đi như vậy thì không biết là chị bé heo có thể chống chọi qua khỏi, trước mắt là qua khỏi mùa đông này hay không, rồi tiếp đến là một cái tương lai rất là xa. Thì đây, đây là cái bó hoa của đại gia đình mình ha, đại diện tặng cho chị bé heo. Đó, chị ấy là một cái cô dâu rất là tuyệt vời. Cả nhà mình thấy không? Đây, dạ, bó hoa cho chị bé heo. Rồi đây là của đại gia đình mình đây, đó, Khoa đại đây nha. Ok, đó. Đây là trên đường mình đi. Ở Mỹ mùa này các bạn biết lý do tại sao không? Đang trong cái quá trình loại là đóng cửa lần thứ hai. Tất cả những cái business của cộng đồng á, những cái gì mà về cộng đồng như là nhà hàng, ăn uống, tất cả mọi nơi là đều đóng cửa hết, chỉ có cho đem về thôi. Nên thành ra bây giờ đường phố nó rất là vắng. Thật sự ai cũng nói Mỹ là thiên đường, đúng các bạn, Mỹ là thiên đường. Nhưng mỗi một cái khu nó sẽ khác nhau. Khu này là khu giống như là một cái khu, một cái thành phố nhỏ. Nó không phải là giống như Sài Gòn của mình. Thì nó rất là sung túc đúng không? Thì cái nơi mà Hollywood, nên Los Angeles, rồi Beverly Hills là những cái nơi đó, là những cái nơi rất là sung túc, giống như là thành phố của Việt Nam mình. Còn như đây, có nơi như sống giống như là một cái tỉnh nhỏ vậy đó. Một cái tỉnh nhỏ giống như là Long An, Vĩnh Long rồi đó, Bình Dương rồi đó, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ. Nên thành ra trên đường đi các bạn thấy không, rất là trật tự. Ở bên Mỹ này các bạn biết không, có những cái lane đây, một cái con đường là một chiếc xe này cứ như thế mà chạy ha. Bên này cũng vậy, đây cũng là một cái con đường cứ như thế mà xe chạy. Nên thành ra cái chuyện mà có những cái chuyện giống như là về xe cộ mà có bị những cái, nói chung là những cái chuyện không hay đó, nó sẽ không bao giờ nó có. Bởi vì ở đây rất là ngăn nắp về đường lối nè, các bạn thấy không, từng đoạn từng đoạn đây. Rồi khi mà các bạn muốn quẹo trái thì bắt đầu nó sẽ rẽ qua một cái con đường để chúng ta rẽ trái qua đây, rồi muốn rẽ phải thì chúng ta đứng đó đợi đèn, khi nào an toàn chúng ta đi đó. Đây là đường phố nha. Bây giờ mình sẽ rẽ trái để mà mình đi đường tắt để đi đến cái nhà thờ Thánh Linh, nơi mà sẽ diễn ra lễ tang của anh Chí Tài lúc 11 giờ ngày hôm nay cho tới 5 giờ chiều, và ngày mai là 10 giờ cho đến 1 giờ tại nhà thờ Thánh Linh, và từ 1 giờ sẽ là lễ quả táng. Thì cái quả táng thì chỉ cần đưa anh Chí Tài vào trong cái lò thiêu, thì lúc đó chúng ta làm một cái lễ như là đọc kinh hay như thế này thế khác, rồi sau đó là mình nhấn nút thì anh Chí Tài sẽ được thiêu. Thì có thể là hình như là hơn 8 tiếng thì phải, hình như là hơn 8 tiếng thì chúng ta sẽ được quyền lấy cốt quyền về nhà ngay lập tức. Rồi sau đó các thủ tục, thí dụ như chị biết heo muốn để ở nhà, hay muốn đưa về Việt Nam, hay là muốn rải ra biển, hay là muốn đem lên núi rải, thì tất cả mọi thứ đều phải có giấy tờ nha các bạn. Ở Mỹ này á, nên các bạn biết không, ở đây ở Mỹ tất cả khi mà đám tang á, là chúng ta không có làm chủ của cái thể xác được, mà là nó sẽ vào dính vào trong những cái pháp luật của cộng đồng. Thí dụ như khi mà bạn mắc ở trong bệnh viện nha, thí dụ như trong khi lúc mà bạn mắc trong bệnh viện, thì từ cái bệnh viện đó họ sẽ làm giấy tờ, ok, chấp nhận nhà hoàng nào thì mình được quyền đi liên hệ nhà hoàng. Thì cái nhà hoàng đó sẽ cho giấy tờ tất cả thứ hết, rồi cho người tới lấy cái xác đó đem về nhà xác. Đem về nhà xác thì từ cái nhà xác đó đó, họ sẽ làm những cái thủ tục vệ sinh như là lấy máu ra nè, rồi những ai mà hiến nội tạng thì họ sẽ lấy nội tạng ra. Còn nếu như mà không có hiến nội tạng thì họ vẫn để nguyên cái nội tạng như vậy, rồi xong họ sẽ để vào trong một cái nhà lạnh, một cái nhà lạnh, và họ sẽ ngâm hormone. Họ sẽ ngâm cái hormone đó cho cái xác đó giữ bạn, các bạn không có bị thiêu, không có bị hư trong những cái ngày mà đợi. Tại vì như thế này, ở bên Mỹ này á, các bạn muốn lấy cái lịch mà của cái đám tang đó, ví dụ như là chúng ta không được quyền đãi ở nhà. Ở Việt Nam chúng ta có thể đãi nhà 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Đó là chuyện của chúng ta, và chúng ta quyết định cái chuyện chôn ở đâu, cất ở đâu và làm cái gì. Đó là quyền của chúng ta, đó là quyền của nước Việt Nam. Nhưng mà ở Mỹ này á, các bạn nhà là ở, còn cái nhà hoàng là nhà hoàng. Nếu các bạn có tiền thì các bạn có thể làm những cái tốt hơn. Ví dụ như là có thể mua những cái
chương trình như là 10.000, 20.000, 30.000 tùy theo cái khả năng của các bạn, mà các bạn có thể mua 5.000, 10.000, 20.000 một cái gói như vậy. Thì họ sẽ có ví dụ như trong 10.000 đó là cái hòm đẹp nè, hoa, rồi được đãi bao nhiêu ngày, được đãi nơi này, được đãi nơi kia, hay là bạn muốn như gì đó là do các bạn yêu cầu tùy theo cái gói mà các bạn đặt. Nên thành ra là ở Mỹ này mọi thứ tất cả đều có ngăn nắp, và nó có một cái gọi là không biết nói sao, giống như là một cái công thức rất là chỉnh chu. Nên thành ra ở nhà chúng ta không được quyền làm gì, nhà ở là nhà ở, còn nếu mà nói về đám tang thì nó sẽ là một cái nơi tổ chức riêng. Nên bên đây các bạn biết không, cái nhà hoàng đó, nó cũng vào trong một cái dịch vụ luôn, nó vào trong cái dịch vụ chọn gói giống như là nhà hàng đám cưới của mình ở Việt Nam vậy đó. Khi mà như vậy nó luôn luôn là một cái chọn gói, ví dụ như ok anh muốn cái gì đó. Nên thành ra Khoa muốn giải thích các bạn là vấn đề đó. Nên khi mà cái người mất á, họ sẽ thí dụ như mất ở tại bệnh viện, thì bệnh viện sẽ làm giấy tờ với nhà xác, nhà hoàng tới lấy cái xác đó đem về ngâm xác, ngâm này ngâm nọ, làm tất cả các vệ sinh an toàn, rồi sau đó giữ cái xác đó, rồi chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt theo cái ý của chúng ta và theo cái lịch của nhà hoàng. Sau khi lịch đó hoàn toàn xong hết rồi đó, thì họ mới bắt đầu, thí dụ như hôm nay 10 giờ mình đãi là 9 giờ họ sẽ chở cái xác tới cái nhà hoàng cho mình, rồi để đó theo cái đúng cái thời gian trong cái hợp đồng mà mình muốn, rồi để đó bắt đầu họ làm xong cái đến ngày thì thiêu. May mắn là chỗ anh Chí Tài là nó thiêu là thiêu ngay tại chỗ đó, ngay tại cái nơi mà đãi luôn. Nhưng mà tại vì anh Chí Tài là người Thiên Chúa nên thành ra anh ấy phải làm bên nhà thờ rồi sau đó mới đem về đó thiêu. Còn có những người họ sẽ đặt làm tại đó và thiêu tại đó luôn, nên thành ra rất là thuận lợi, bước ra có mấy bước thôi các bạn. Nên cái chỗ mà Big Funeral đó của ở trên gần nhà chị Như đó, chỗ nhà hoàng nó rất là tiện, là cái chỗ mà đãi khách đó, viếng thăm đó, rồi đi bước ra là tới cái nhà thiêu liền ngay lập tức. Nên cái quá trình mà đi nó không có xa, bản chất là 2 giờ của Việt Nam, đúng không các bạn? Gần 2 giờ của Việt Nam, nên thành ra là sắp tới rồi. Nên thành ra bây giờ các bạn chỉ có xem thôi nha. Nên thành ra Khoa không có nói đâu, Khoa chỉ có cho các bạn xem rồi mình sẽ bàn luận sau. Chứ bây giờ sắp tới rồi mà vô chổng nói nhiều quá cái bị ấy. Nên thành ra chúng ta trong lúc này thì các bạn có thể xem, các bạn có thể niệm Phật, niệm Amen giùm Khoa nha. Khoa cũng vậy luôn, Khoa cũng niệm Phật luôn. Hôm qua Khoa với Như cũng đã có lên kia rồi đó nè. Các bạn thấy bó hoa đẹp không? Màu trắng nè, rất là đẹp. Một lát nữa Khoa sẽ cho một tí kim tuyến. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ nè, Khoa với Như chuẩn bị xuống xe nha. Bây giờ tụi mình đang đậu ở một cái nơi đậu của nhà hàng xóm, của gần nhà thờ nha các bạn. Cái khu này chắc là Khoa nghĩ chắc là khu đạo á. Nhiều ngôi nhà họ trang trí rất là giống đạo các bạn. Đây nè, thấy không? Bên này có chó, có Mewlandi nữa nha. Mewlandi nữa, Mewlandi diễn tánh nha các bạn biết không. Đậu xe không có sợ, nhưng mà con cái đi hơi xa và thở như heo vậy đó. Nè thấy không? Con heo kìa, con heo sữa kìa. Thì các bạn biết không, chỗ đậu rất là đông, chỗ đậu rất là nhiều, không có bị kẹt xe. Tại vì đây là những cái giống như là khu nhà ở đó, khu nhà ở, nên thành ra mình không có bị sợ vấn đề kẹt xe. Nhưng mà con cái thở như heo thôi nha.